Xin chào các bác. Này lại làm tiếp tục cái xanh nào biệt của em. Đấy. Coi cho nó chạy đi. Chạy. Hôm nay dùng cái món này bác. Và dùng cái này. Đây là cái duy đục. Thì anh em chơi cây có cái thuật ngữ chuyên môn là làm cho sâu cây. Đấy, tức là làm cho cây nó nghệ thuật, nâng tầm nó cao lên, kiểu như sâu xa hơn ấy. Thì cái con này của em ấy thì một bệ thì bệ dễ ổn rồi, nhưng mà một số chỗ nó hơi bị suôn quá. Đấy, bị suôn quá nên là làm cho nó ra cóc một tí, cảm giác nhìn nó sẽ sâu cây hơn, nghệ thuật nó sẽ cao hơn. Đấy, thì chia sẻ với các bác một số cách làm. Còn là nhiều bác nhìn thấy bảo là phá hoại cái bệ của nó, nhưng mà cũng có những bác chắc chắn sẽ đồng tình thôi. Đấy, người nghệ thuật thì là không giới hạn các bác. Đó, cũng không có cái gì đúng hoặc là cái gì sai. Đấy, thì một cây rất ngẫu hứng đấy các bác. Ý tưởng của em là ở phía bên trên kia kìa. Thì ở phía ngọn kìa. Đấy, nó có một cái vết cắt ngày xưa ấy, bây giờ nó khô và nó rỗng xuống ở đấy. Thì ý tưởng là em làm một đường lụa chạy dọc thân xuống dưới, làm một đường lỗ thôi chứ không phải là lỗ các bác nhé. Chạy dọc thân xuống để tạo chỉ cái điểm nhấn cho cây ấy. Đấy, xong rồi bằng đục mộc thôi, tạo cho nó những cái sẹo, sau này nó một vài năm tới nó sẽ thân nó sẽ bề thế hơn, nôm na là nó sẽ sâu xa hơn đấy các bác. Đấy, thì các bác lưu ý nha, không phải đục kiểu gì cũng được đâu, mặc dù đục ngẫu nhiên theo cái mạch suy nghĩ, nhưng mà không phải là đục kiểu gì cũng được, thật rất dễ làm chết cây đấy các bác. Đục phải để cho nó cái mạch sống, vẫn cái mạch dễ mạch vỏ mới phải chạy từ ngọn lên gốc nha, từ gốc lên ngọn là phải giữ, nhưng không phải đục xung quanh này là chết luôn đấy các bác. Đấy. Còn cái chỗ cái vết này, cái vết sẹo to này, em cũng đục nó đi, nhìn cho nó đỡ suôn. Vết cắt nó to đấy, thì làm cho nó nhìn nó cây nó không không suôn, nó không khô khan quá đó. Đấy, hôm nay là lấy cây ra hành hạ nó đấy bác. Mà hình hạ cũng phải có kỹ thuật các bạn nhá, không có là gặp bác quăng tèo ngay đấy. Bây giờ là có một cái vấn đề như này. Đối với cây này nó có hai cái luồng suy nghĩ em, nhất là cái đoạn này này. Đoạn này. Này các bạn. Đấy, đoạn đấy là cái đoạn đấy là em muốn cắt nó đi để cho nó sâu cái tay này ra, cho nó cái tay này nó thoáng ra. Lộ rõ hai phần, thứ nhất phần này là phần bệ, chia hai phần này là phần bệ. Đấy, từ khẩu đấy xuống là phần bệ, phần trên lên là thân và tay tán. Đấy, thì nên cắt, theo em thì nên cắt cái đấy ra để nó sâu cây hơn. Đấy, mặt trước nó như thế thì mặt sau nó sẽ hợp lý không các nhé. Đấy, mặt này cũng nhìn thấy là nên cắt cái vết đấy đi bác nhỉ, độ suôn thì dễ đấy. Đấy, cái này chưa làm được sâu mấy, thì bây giờ tôi sẽ làm tiếp cho bác xem nhé. Thank you.
trên cái vết đấy xuống này. Đấy. À, cùng làm bác nha. Khi là sắm cái dùi đục nó xịn xịn như các bạn, đục cái này lởm quá.
đông lúc ăn muối là nhà trong ta bây giờ ăn muối muối rồi tôi quẹt là tôi quẹt Thank you.
Đấy, tạm ổn. Khá hơn các bác nhỉ. Để tìm đi. Rồi, báo cáo bác. Đang quay thì bị gián đoạn, để đi rửa đít cho con. Rồi tiếp tục bác nha. Đấy. Thì nhìn cũng theo mắt của em là nhìn cũng tạm tạm này. Xem chỗ nào mà nó chưa được mượt thì làm tí, thêm tí. Em ơi. Mua đẹp à? Triệu rồi gì đấy. Cô ấy. Mẹ. Đi đâu được mà mua. Mẹ này còn online được
Ngõ ngách quá. Rồi, không luôn. Anh em cho kiểu. Đâu bao giờ? Không rồi. Rồi, ấm lắm. Xinh lắm. Ui xinh quá. Xinh thế. Con bảo xinh lắm đi. Xinh lắm, ai xinh? Bố xinh á. Ngồi các bác. Nên như thế thôi, không có gì. Nhìn phí này quá tay. Đấy. Rồi, giờ là quay để các bác nhìn cái quá trình em hoàn thành nha. Nó chưa được hoàn thiện đâu nhưng mà à còn một tí nữa đằng sau kìa, là nốt thì để phần cái rễ đằng sau nó bị suôn quá. Nếu có gặp bác Quang Tèo thì đành chịu. Ừ, cái mẹ bé con ức cái mẹ bé, ức cái mẹ bé đây xem. Anh nhận ra đây xem, ra đây xem. Một miếng thôi. Ừ, nhá, con ôm đi. Liệm. Ê, chồng ơi. Ê, chồng ơi. Đi lau mồm nhá. Rồi, xong phim rồi con. Đây, của con đây. Đấy các bạn. Đi vào gần tí thôi các bạn nhé. Chiếc này. Ngãi con nhá. Đây. Vướng quá, phải lách vào. Đấy, cái trên này đường đường chỉ nó bắt đầu chạy xuống rồi. Trên này rêu nó mọc kinh không? Rêu này. Đấy. Cái sau đây.
Cái sữa to đây. Rồi. Cảm ơn các bác theo dõi nha.